Sáng ngày 18 tháng 7, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2023. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng. Giải đấu lần này quy tụ hơn 740 vận động viên đến từ 26 đơn vị trong cả nước tham dự thi đấu ở 66 nội dung cá nhân và đồng đội. Phát biểu khai mạc giải, ông Bùi Thanh Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức giải cho biết, giải vô địch trẻ Judo quốc gia là hoạt động đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời, giải đấu nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân và thúc đẩy phong trào tập luyện judo ngày càng phát triển sâu rộng. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bắt đầu bước vào tranh tài nội dung đối kháng lứa tuổi 10-11 với 16 hạng cân và lứa tuổi 12-13 với 16 hạng cân. Giải đấu sẽ diễn ra đến ngày 24 tháng 7, trong đó ngày 19 tháng 7, lứa tuổi 14-15 tranh tài với 16 hạng cân. Ngày 20 đến ngày 21 tháng 7, lứa tuổi 16-19 tranh tài với 18 hạng cân. Ngày 22 tháng 7, thi đấu các nội dung đồng đội và ngày 23 tháng 7 thi đấu nội dung quyền